Kính chào quý thính giả. Đây là Phụng Hoàng Tự Tin Bình Minh. Hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2016. Phụng Hoàng xin chào đón một ngày an lành. Chúc quý thính giả thật vui vẻ và thoải mái. Sau đây là tin tức trong ngày. 1. Nhà cầm quyền Việt Nam phải biết lắng nghe đòi hỏi của dân. Phát biểu với giới truyền thông ngoại quốc bên lề đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Nguyễn Thái Hợp tuyên bố là giới lãnh đạo phải biết lắng nghe nguyện vọng của người dân cũng như của nhiều thành phần trong xã hội thì mới có thể mở ra một vận hội mới cho toàn dân tộc. Được biết là trong Đại hội Giám mục Công giáo đang diễn ra ở Sài Gòn, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cũng đến chúc mừng đại hội. Đây là một điểm đáng chú ý vì theo Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp thì trong quá khứ, quan chức cao nhất đến tham dự chỉ là chủ tịch tỉnh thành, trong khi ông Nhân đang là ủy viên Bộ Chính trị. Đáng chú ý hơn nữa là đại hội giám mục diễn ra chỉ vài ngày sau khi có cuộc biểu tình bao vây nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh vào hôm Chủ nhật 2 tháng 10, với hơn 15.000 người tham gia, đa số là giáo dân Công giáo. Theo nhận định của cha Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh thì con đường dân chủ hóa đất nước vẫn còn xa thăm thẳm. Theo ngài thì vì lợi ích và tiền đồ của dân tộc, giới lãnh đạo Việt Nam phải biết lắng nghe mọi quan điểm của người dân thì đất nước mới có thể đuổi kịp nhân loại. 2. Thêm 619 gia đình nạp đơn kiện tập đoàn Formosa. Vào sáng hôm qua, dưới sự hướng dẫn của Linh mục Nguyễn Đình Thục, 619 giáo dân thuộc giáo xứ Sông Ngọc đã gửi đơn kiện tập đoàn Formosa đòi bồi thường thiệt hại. Linh mục Thục cho biết là giáo xứ Sông Ngọc sinh sống bằng nghề biển nên hầu hết đều thất nghiệp kể từ khi xảy ra thảm họa cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung. Suốt 5 tháng qua, Ủy ban hỗ trợ nạn nhân đã được thành lập để thống kê thiệt hại và bước đầu đã thu thập được hồ sơ chứng cứ của 619 gia đình. Linh mục Quản sứ Sông Ngọc cho biết là các hồ sơ này được sao thành hai bản và được gửi đi bằng đường bưu điện, một bản gửi cho Quốc hội và bản kia gửi cho nhà nước, theo hình thức chuyển phát nhanh và bảo đảm. Cần nhắc lại là vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, hơn 600 giáo dân Phú Yên đã kéo đến tòa án thị xã Kỳ Anh để nạp đơn kiện tập đoàn Formosa. 3. Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam tuyên bố ông Trịnh Xuân Thanh đang ở Âu Châu. Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh, vào hôm qua tuyên bố là ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn sang Âu Châu. Trong khi đó, thì ông Trần Đại Quang khẳng định là trước sau gì cơ quan an ninh Việt Nam cũng dẫn độ được ông Thanh về Việt Nam để xét xử. Ông Đinh Thế Huynh tiết lộ tin trên khi trả lời câu hỏi của các cử tri đảng ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng vào chiều hôm qua và sẽ phát lệnh truy nã quốc tế. Trong khi đó, thì cũng trong cái gọi là gặp gỡ cử tri ở Sài Gòn, ông Trần Đại Quang tuyên bố là các cơ quan đã nhập cuộc một cách tích cực. Vì thế, cho dù lẩn trốn ở đâu, thì những kẻ tham nhũng, vi phạm pháp luật sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Cũng vào hôm qua, thì phát ngôn nhân Quốc hội Mai Tiến Dũng khẳng định là không có ai bao che hay giúp đỡ cho ông Thanh trốn ra nước ngoài. Cần nhắc lại là ông Trịnh Xuân Thanh đã đào thoát trong khi đang bị điều tra về tội gây thất thoát số tiền 3.000 tỷ ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào mấy năm trước. 4. 2.500 công nhân đình công tại Nghệ An. Hơn 2.500 công nhân thuộc công ty Matrix ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đồng loạt đình công kể từ sáng hôm qua để đòi hỏi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Theo tường thuật của các công nhân, thì nhà cầm quyền thành phố đã huy động lực lượng công an kéo đến nhà máy mà họ gọi là bảo vệ trật tự. Đồng thời, đại diện của Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đến gặp giới chủ nhân công ty Matrix để giải quyết các yêu cầu của công nhân như tăng giờ nghỉ trưa, tăng tiền thưởng và tăng thêm số phòng vệ sinh. Một số công nhân cho biết là các yêu cầu này đã được nhiều lần đề nghị với giới chủ nhân nhưng không hề được giải quyết nên phải đồng loạt đình công. 5. Chiến hạm Mỹ ghé thăm cảng Cam Ranh.
Lần đầu tiên sau 60 năm chấm dứt chiến tranh, hai chiến hạm Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7 đã ghé thăm quân cảng Cam Ranh do Hoa Kỳ xây dựng trong cuộc chiến quốc cộng trước đây. Hai chiến hạm này là khu trục hạm USS John McCain và vận tải hạm USS Frank Cable. Cả hai đã cập cảng Cam Ranh vào hôm Chủ nhật 2 tháng 10 và theo lịch trình thì đã nhổ neo rời cảng vào hôm qua. Cần biết đây không phải là lần đầu tiên các chiến hạm Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam sau khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao. Hai ngày trước đó, khu trục hạm John McCain cũng ghé thăm Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sau cuộc chiến Việt Nam, chiến hạm Hoa Kỳ ghé thăm quân cảng Cam Ranh, một căn cứ lớn do Hoa Kỳ xây dựng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và sau này Việt Nam cho Hải quân Liên Xô trú đóng. 6. Quân đội Mỹ Phi tiến hành cuộc tập trận thường niên. Quân đội Mỹ Phi đã bước vào cuộc tập trận thường niên mà vào tuần trước, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố tại Hà Nội đây sẽ là cuộc tập trận cuối cùng giữa hai nước Mỹ Phi. Cuộc tập trận 8 ngày sẽ có sự tham gia của 1.000 binh sĩ Mỹ và 400 binh sĩ Phi ở chung quanh hòn đảo Luzon, cách quần đảo Trường Sa khoảng 200 cây số. Trả lời câu hỏi của báo chí, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là họ chưa nhận được thông báo của ông Duterte về việc chấm dứt các cuộc tập trận trong tương lai. Cần nói thêm là trong mấy tuần qua, vị tổng thống 71 tuổi của nước Phi liên tục đưa ra những câu tuyên bố bất nhất về lập trường Biển Đông. Vào cuối tuần qua, ông Duterte tuyên bố là sẽ xem lại hiệp định an ninh quốc phòng mà chính phủ tiền nhiệm đã ký kết với Hoa Kỳ vào 2 năm trước, nội dung cho phép Hoa Kỳ đưa thêm binh sĩ đến trú đóng tại Phi. Và mặc dù kêu gọi Trung Cộng hãy tuân thủ phán quyết Thưa của quý khán tòa giả, trọng như tài tin quốc chúng tôi đã tế loan, về luật chủ sư quyền Nguyễn Ngọc Biển Dạ, Đông, tên thật nhưng Nguyễn Đình ông Ngọc trong Duterte phiên sự lại thật tháng tuyên hôm bố qua, là năm muốn tháng đàm 10, phán song bị nhà phương với cầm Trung quyền Cộng kết án 3 và năm tù muốn liên giam và minh 3 với năm Trung quản Cộng. chế, bất chấp lời Đó kêu là gọi những trả tự tin do đáng chú cho ý rằng trong cuộc các ngày. hạn chế Chúng nhân tôi quyền hẹn gặp quốc lại tế. quý vị thính Chúng tôi giả cùng tin với bệnh tiếp minh tục vào cuộc ngày thanh nghe mai. một Phụng tù Hoàng nhân hy lương vọng một tâm ngày thật để đẹp nghe sẽ nhận đến định của với cô quý về vị. bản án áp đặt phi lý này. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Vâng, xin nhận lời cho anh Quang Nam. Xin chào cô Phạm Thanh Nghiên ạ. Thưa cô, vào hôm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử blogger Nguyễn Ngọc Dạ. Xin cô cho biết một số diễn tiến đáng chú ý và kết quả của phiên tòa ra sao thưa cô? Vâng, chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, chào anh Quang Nam. Thì như ngày hôm qua, mùng 5 tháng 10 đấy, thì phiên phúc thẩm xét xử blogger Nguyễn Ngọc Dạ đã diễn ra. Một cái phiên tòa rất chóng vánh, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, cũng giống như là cái phiên sơ thẩm hồi cuối tháng 3, cũng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã kết tội và tuyên án anh. Thì hôm qua thì tòa đã tuyên án anh Nguyễn Ngọc Già 3 năm tù giam và 3 năm quản chế, tức là giảm 1 năm tù giam so với cái bản sơ thẩm đã tuyên hồi tháng 3 vừa rồi. Về diễn biến phiên tòa thì tất nhiên là chúng tôi không được vào, cho nên là cũng không nắm được những cái diễn biến ở bên trong phiên tòa ra làm sao. Nhưng mà tuy nhiên thì theo quan sát của tôi cũng như là một số người thì đây là một phiên tòa rất là đặc biệt ở chỗ là một phiên tòa chính trị xử một người bất đồng chính kiến, nhưng mà lại không có cái sự bố ráp bao vây, không có cấm đường, không có barrier rào chắn, không có đàn áp như những cái phiên tòa xử người bất đồng chính kiến khác. Thì đây là một cái điều khá là đặc biệt. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa rằng đây là một cái phiên tòa công khai, mà bản chất nó vẫn là một cái phiên tòa xử kín bằng cái án bỏ túi, bởi vì ngoài vợ con và hai người cháu của anh Nguyễn Ngọc Già thì được vào khán phòng để tham dự xem xét xử, còn lại những người thân ruột thịt khác của anh Già không được vào, và đương nhiên là chúng tôi không được vào. Cô có thể cho quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi biết thêm một số chi tiết về blogger Nguyễn Ngọc Già không thưa cô? Dạ vâng ạ. Khi mà anh Già chưa bị bắt ấy, hoặc là khi mà anh đã bị bắt một thời gian ngắn rồi, thì trong số chúng ta chưa ai biết anh là ai cả, mà chỉ biết với cái tên Nguyễn Ngọc Già qua những cái bài viết được đăng phổ biến trên trang Dân Làm Báo mà thôi. Tôi cũng như thế. Khi mà anh bị bắt ấy, thì tôi là một trong người đầu tiên viết bài với anh, và tôi có dùng một cái câu rất là đặc biệt để mà mô tả về trường hợp của Nguyễn Ngọc Già. Tôi có viết rằng là Nguyễn Ngọc Già có lẽ là người duy nhất bị bắt bởi cái nghịch lý rằng anh rất nổi tiếng nhưng không ai biết anh là ai. Tức là người ta biết về Nguyễn Ngọc Già
qua những bài viết không biết cái thân thế sự nghiệp anh là như thế nào cả. Và cho đến khi mà trên trang Dân Làm Báo tiết lộ ra một số các cái thông tin, họ thu thập được một số thông tin của anh và họ xác minh được đó là những cái thông tin thật về anh cùng với hình ảnh của Nguyễn Ngọc Già, thì tôi cũng chỉ lấy những cái thông tin trên trang Dân Làm Báo mà thôi. Thì anh Nguyễn Ngọc Già là một người xuất thân ra từ một gia đình cộng sản, và có thể nói là một gia đình cộng sản rộng, có công với cách mạng, để theo báo chí và nhà nước thì mô tả như thế. Và năm 1996, sau khi hoàn tất chương trình cao học kinh tế tại Đại học Tổng hợp, thì anh vào làm việc tại Đài truyền hình thành phố và giữ chức phó trưởng phòng kế hoạch dự án, tức là một cái chức khá lớn. Anh công tác ở đây một thời gian thì bất đồng quan điểm với cái chế độ cộng sản, cho nên là năm 2008 thì anh từ bỏ công việc của đài và sau 12 năm công tác để đi ra làm kinh tế. Đó. Thì đến khoảng năm 2009 thì anh bắt đầu viết bài và lấy bút danh là Nguyễn Ngọc Già để phổ biến những cái bài viết mà đối với một người đọc như tôi sau khi ra tù ấy, thì tôi đánh giá những bài viết của Ngọc Già, Nguyễn Ngọc Già thật sự là rất là có giá trị, đặc biệt là giá trị tham khảo cho các cái phương thức đấu tranh đối với những người bất đồng chính kiến, mà đặc biệt là tôi và một số anh em khác. Khoảng tháng 12 năm 2014 thì anh Nguyễn Ngọc Già bị bắt. Và một cái chi tiết nữa rất là thương tâm, đáng chú ý, tức là trong thời gian anh bị giam giữ khoảng độ 9-10 tháng gì đó thì con trai út của anh là Nguyễn Đình Vĩnh Khang đã tử nạn trong một cái tai nạn giao thông khi Khang mới 19 tuổi. Cô đánh giá như thế nào về blogger Nguyễn Ngọc Già thưa cô? Tôi nghĩ rằng là không riêng gì cá nhân tôi mà nhiều độc giả, nhất là những độc giả đọc anh thường xuyên, ngưỡng mộ anh thì đều thấy được cái cốt cách của Nguyễn Ngọc Già. Và đều có một chung cái nhận xét là những bài viết của Nguyễn Ngọc Già có một cái sức công phá lớn đối với chế độ cộng sản Việt Nam. Còn bản thân tôi thì tôi cho rằng ngoài những cái mà tôi vừa nhận xét chung cho mọi người, nhận xét chung của Nguyễn Ngọc Già, thì tôi nghĩ rằng là hẳn Nguyễn Ngọc Già đã phải là một người cực kỳ mạnh mẽ và can trường. Bởi vì là như chúng ta biết ấy, là khi mà anh đấu tranh thì anh cũng không nhận được cái sự đồng cảm từ gia đình, người thân. Chính vì như thế cho nên mới lý giải là vì sao anh phải chọn cái con một trong tôi cho rằng một trong những cái lý do mà anh phải chọn cái con đường ẩn danh, ngoài cái việc có thể anh không thích sự nổi tiếng ồn ào, nhưng mà rất có thể là vì anh không nhận được cái sự đồng cảm, cái sự đồng tình từ gia đình, người thân, cho nên là anh phải chọn cái con đường ẩn danh. Thì chính cái việc mà anh chọn cái con đường ẩn danh và anh đấu tranh trong cái sự cô đơn âm thầm lặng lẽ trong một cái gia đình toàn cộng sản như thế, thì tôi nghĩ rằng là Nguyễn Ngọc Già đã phải trải qua những cái năm tháng đấu tranh về cái nội tâm rất là ghê gớm, và cuối cùng thì anh cũng đã quyết định là sẽ dấn thân, mặc dù là dấn thân trong hiểm nguy. Thì tôi nghĩ rằng là về cốt cách, về khí phách, về trí tuệ của Nguyễn Ngọc Già thì tôi cho rằng là một người rất đáng trọng. Và thưa cô đánh giá như thế nào về bản án 3 năm tù giam, 3 năm quản chế mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dành cho blogger Nguyễn Ngọc Già? Thưa anh, có thể khẳng định rằng là cái việc bắt giam anh Nguyễn Ngọc Già đã là một cái việc làm mà sai trái của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi. Bởi vì không một công dân nào bị trừng trị, bị bắt bớ, bị giam cầm chỉ vì đấu tranh cho tự do nhân quyền, đặc biệt là phát biểu quan điểm, tự do ngôn luận trong một nhà nước tự do cả. Thì cái việc mà bắt giam blogger Nguyễn Ngọc Già cũng như nhiều blogger khác, nhiều cây viết khác, hay là kể cả bắt giam tôi và bị kết án theo cái điều 88, thì cái điều này đã khẳng định rằng là ở Việt Nam không có tự do ngôn luận và nhà nước cộng sản sẵn sàng là đè bẹp mọi cái tiếng nói đối kháng. Thì bản thân cái điều 88 cũng như là cái điều 258 hay điều 79 là đều là những cái điều luật mơ hồ được nhà nước này viết ra để mà đối phó, để trả thù và để trừng trị tất cả những tiếng nói đối kháng và để dập tắt cái tự do ngôn luận tại Việt Nam. Cho nên là với những cái gì mà tôi vừa mới chia sẻ phân tích thì cái bà anh Nguyễn Ngọc Già không những đúng ra là không những không bị tù mà anh còn là một cái người đóng góp cho cái sự tiến bộ của xã hội, cái sự đổi thay của đất nước. Thì anh đã bị bắt thì và bị tống giam rồi bị kết án, thì bản thân cái điều này đã nói lên cái bản chất của cái chế độ cộng sản độc tài này rồi.
Vâng, thay mặt quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, xin trân trọng cảm ơn cô Phạm Thanh Nghi. Vâng, xin cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi. Người dân tự quyết. Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 10 năm 2016, xứng đáng được ghi dấu ấn lịch sử khi hàng chục ngàn người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh kéo đến thủ phủ của công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đòi công ty này phải rời khỏi Việt Nam và đền bù xứng đáng cho người dân sau khi đã gây ra thảm họa môi trường. Công an, quân đội đã phải tháo chạy trước một biển người đòi công lý và quyền sống. Mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết tuần này với tựa đề Hơn Lúc Nào Hết Hãy Trở Về Với Nhân Dân của Lý Trần Công. Sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Người dân biển ở bốn tỉnh miền Trung đã gánh chịu quá nhiều đau khổ và bất công trong vụ xả thải hủy diệt môi trường biển của Formosa. Người dân nơi đây đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng khi họ không còn gì nữa. Không thực phẩm, hàng trăm ngàn ngư dân không công ăn việc làm vì không thể ra khơi. Hàng chục ngàn người đã phải bỏ xứ ra đi tìm việc khác, kể cả ra nước ngoài làm lao nô, vân vân. Nhưng điều người dân căm phẫn là cái ác được dung túng bởi cái ác. Tội ác của Formosa đã rành rành ra đó. Nhưng chế độ Cộng sản Việt Nam đã lộ rõ dã tâm, ra mặt bao che bênh vực để nhận những đồng tiền dơ bẩn và cả bị nghi ngờ nhận tượng vàng lãnh tụ tội ác từ tay Formosa. Formosa vẫn tiếp tục lén lút đổ chất thải ra biển và chôn lấp trên đất liền. Còn Cộng sản Việt Nam đến giờ này không thấy một hành động thiết thực nào là họ đang tẩy độc, làm trong sạch môi trường biển, cứu lấy tôm cá, cứu lấy giống nòi con dân nước Việt. 50 triệu đô la mà Formosa nhét vào tay Cộng sản Việt Nam chỉ là phần tiền còn lại được chi trả cho những ăn chia lợi ích trong bóng tối mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã thỏa thuận ngầm với Formosa, hay nói đúng hơn là với Trung Cộng, để giết dân Việt Nam. Cộng sản Việt Nam tuyên bố là nhận bồi thường từ Formosa 500 triệu đô la, nhưng thực tế nhà nước đã hoàn thuế cho Formosa tới 450 triệu đô la rồi, chỉ còn 50 triệu đô la trong tay. Chính vì vậy mà ngày 29 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các ngư dân ở bốn tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do Formosa gây ra với số tiền bồi thường tệ hại. Có 7 nhóm đối tượng được xác định đền bù, tổng cộng chỉ là 6 tháng, với số tiền mà ngư dân cho rằng chỉ tương đương với mức thu nhập 1-2 ngày làm việc của người dân trước đó. Chính những điều trên đây mà người dân Kỳ Anh hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 10 đã tập trung biểu tình ôn hòa trước cổng tập đoàn Formosa Hà Tĩnh. Như thường lệ, Cộng sản Việt Nam điều cảnh sát cơ động, công an, bộ đội lấy cớ bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài. Ban đầu, cảnh sát cơ động tưởng rằng chỉ một số ít người dân kéo đến biểu tình chống Formosa, nên cũng đã manh động tấn công người biểu tình. Rồi nhóm côn đồ đội mũ bảo hiểm màu đỏ, trang phục cũng có dấu hiệu màu đỏ trùm kín mặt, trà trộn trong đoàn người biểu tình, đã xô đẩy người dân vào lực lượng cảnh sát cơ động để hòng tạo cớ là gây bạo loạn cho cảnh sát ra tay đàn áp người dân. Nhưng trời bất dung gian, những âm mưu thâm độc đó của Cộng sản Việt Nam đã không thành. Cuối cùng, trước một biển người và những lý lẽ sắc bén đầy tính nhân văn của người dân, đã khiến cảnh sát cơ động, công an, bộ đội phải tháo chạy khỏi hiện trường và người dân đã cắm cờ của mình trên tường thành của Formosa. Người ta nói, sống trong hiện tại nên nhìn về quá khứ để đoán biết tương lai. Và lịch sử thì thường lặp lại. 27 năm trước, năm 1989, các cuộc cách mạng biểu tình bất bạo động đã lật đổ các chế độ cộng sản trong khối Đông Âu và sau đó là Liên Xô. Trong các cuộc biểu tình diễn ra thời điểm đó, nhà cầm quyền cũng đã ra lệnh cho công an, bộ đội nhắm thẳng vào nhân dân mà bắn. Nhưng quân đội đã không thi hành mệnh lệnh sát nhân đó. Chỉ ngoại lệ có Romania là quân đội và mật vụ an ninh đã nổ súng vào người dân, khiến hơn 60 thường dân thiệt mạng, chừng 200 người bị thương và rất nhiều người phản kháng bị bắt giữ. Nhưng cuối cùng, kẻ ra lệnh giết dân lúc đó là ông Nicolae Ceaușescu, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Romania từ năm 1965 đến 1989, đã bị chính quân đội bắt giữ và bị xử bắn trên đường phố, với những viên đạn mà chính ông và vợ đã ra lệnh bắn thẳng vào nhân dân. Nhắc lại quá khứ lịch sử là người dân muốn nhắn gửi đôi điều đến những binh sĩ và tướng tá trong lực lượng quân đội và công an. Bởi vì không có chế độ nào muôn năm, cho dù đó có là chủ nghĩa Mác Lênin vô địch, bách chiến bách thắng như lời Cộng sản Việt Nam tuyên truyền,
thì cũng chưa kịp tròn 100 tuổi đã bị người dân quẳng vào sọt rác. Hỡi những anh công an và bộ đội, các anh hãy nghĩ lại xem ai đã nuôi nấng các anh, cha mẹ nuôi các anh và nhân dân đùm bọc các anh, hay Đảng Cộng sản nuôi các anh. Đảng Cộng sản Việt Nam, họ không làm ra được một đồng bạc nào, họ lấy tiền thuế của dân mà trả lương cho các anh. Đảng Cộng sản chính là những kẻ ăn bám trên mồ hôi xương máu của đồng loại, họ trộm cắp tài nguyên của đất nước, tham nhũng hối lộ, vơ vét của công làm của riêng, quan lớn giàu lớn, quan nhỏ giàu nhỏ, quan trong bộ chính trị thì càng giàu to. Họ ăn cho no rồi tìm cách thanh toán lẫn nhau. Cộng sản Việt Nam coi công an, bộ đội như những lực lượng đâm thuê chém mướn, đàn áp dân lành với mục đích bảo vệ kẻ cầm quyền, cùng tài sản kết sù của họ cất giấu ở cả trong và ngoài nước. Mệnh lệnh của người chỉ huy quân đội hay kể cả bên công an chỉ có hiệu lực khi nó xuất phát từ mục đích bảo vệ tổ quốc và nhân dân, chứ không thể buộc người chiến sĩ phải phục tùng để bảo vệ quyền lợi cho một cá nhân nào, một tổ chức, phe nhóm hay đảng phái nào. Hơn lúc nào hết, người công an và bộ đội hãy trở về với nhân dân, vì cơn bão cách mạng toàn dân đang đến gần. Con thuyền chế độ đang chìm, kẻ thức thời chính là biết chọn cho mình đứng về phía người dân để không phải hối tiếc.